theo hãng Gartner, đến năm 2016, trung bình mỗi hộ gia đình sẽ sở hữu lượng nội dung số tương đương khoảng 3,3 terabyte. Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng gia tăng, hầu hết người dùng hiện nay đều đã quen với các dịch vụ lưu trữ trực tuyến, hay còn gọi là đám mây công cộng như Dropbox, SkyDrive hay Google Drive. Tuy nhiên, đám mây công cộng cũng có những hạn chế của nó, đó là việc người dùng phải chấp nhận một số điều kiện của nhà cung cấp. Trong đó có việc không hoàn toàn đảm bảo quyền làm chủ tính riêng tư của tài liệu và phải liên tục trả phí để được duy trì. Đây là lý do để các hãng công nghệ phát triển và chạy đua cho giải pháp mới với tên gọi đám mây cá nhân. Thiết bị MyCloud do WD ra mắt hôm 19 tháng 3 tại Việt Nam là một ví dụ. MyCloud là một thiết bị cá nhân tích hợp ổ cứng dung lượng lớn cho phép truy xuất dữ liệu trực tuyến bất cứ nơi nào bằng máy tính hay các thiết bị di động thông qua kết nối internet với việc đặt micloud ngay tại nhà người dùng có thể sở hữu kiểm soát những nội dung lưu trữ của bản thân và không phải trả thêm phí không kể điểm tương đồng là đám mây công cộng lẫn đám mây cá nhân luôn cần internet thì dù có nhiều ưu điểm nhưng đám mây cá nhân vẫn có nhược điểm là phụ thuộc vào nguồn điện cũng như sự an toàn tại chính ngôi nhà người sử dụng